Ok, các bạn biết phát âm mấy từ này không? Thường khi đa số các bạn học tiếng Anh không có phát âm được mấy cái từ này chưa chuẩn lắm. Đừng lo, mình sẽ giúp các bạn. So cái âm TH là một cái âm mình bỏ thời gian ra nhiều nhất trong cái công việc mình giúp các bạn học tiếng Anh. Để chỉnh các bạn lại để nói cho đúng với một cái âm mà các bạn thắc mắc nhiều nhất khi mà các bạn học tiếng Anh. Có hai lý do tại sao các bạn bị trở ngại cái âm TH. Lý do thứ nhất là khi các bạn mới học tiếng Anh, các bạn đã thấy cái âm đó rồi, cái lưỡi các bạn chưa quen phát âm tiếng Anh, với lại thầy giáo cô giáo có thể sơ ý không có chỉnh cho các bạn. Lý do thứ hai tại sao cái âm TH bị trở ngại khi các bạn phát âm nó là tại vì phản xạ của các bạn. Cái âm TH mỗi lần các bạn thấy là giống cái âm th của tiếng Việt Nam mình. Thật sự tiếng Anh nó không có giống như tiếng Việt của mình khi mình thấy cái âm TH. Cho nên mỗi lần các bạn thấy cái âm TH là các bạn phản xạ nó là cái âm th là như chữ thích thú, hoặc là tình thương, hoặc là tha thiết. Nó không phải là như vậy. Cho nên các bạn phải nhớ cái điều đó. Những cô giáo thầy giáo giúp các bạn học tiếng Anh, họ bỏ nhiều thời gian và chi tiết có thể giúp các bạn le cái lưỡi, thụt cái lưỡi vô như sau, cái răng, vị trí cái răng phải nằm chỗ nào, cái lưỡi với cái răng liên hệ nó như sao. Mình có coi trên YouTube họ chỉ rất là kỹ, mà trong cái sự kỹ càng hoặc là chi tiết đó thì các bạn bị lạc đi trong cái hướng dẫn, rồi rốt cuộc các bạn cũng phát âm mấy cái từ đó bị trở ngại rất nhiều. Có một cách mình giúp các bạn mình thấy hiệu quả nhiều nhất là một cách, đó là mình kêu các bạn coi cái âm TH đó là cái âm T của tiếng Việt của mình. Yes, coi cái đó là cái âm T của tiếng Việt của mình. Okay. Nào, cái âm T các bạn ráng cho quen trước, khi mà các bạn gặp cái âm đó các bạn phát âm tờ. Okay, âm tờ của tiếng Việt của mình. Sau đó mình quen một cái phản xạ quen thì các bạn giảm cái âm lại cho nó nhẹ lại, tơ thành vơ, nhẹ lại tơ vơ. Ok, cái đó là một cái điều mà quan trọng các bạn phải thấy, là khi các bạn thấy cái âm TH coi nó là như một cái âm T của tiếng Việt của mình. Có nhiều người khi họ thấy mình dạy cách như vậy thì họ thấy sao kỳ quá, tại sao cái mình coi nó dễ như vậy, đơn giản như vậy, sao mà kỳ vậy. Đừng có lo, các bạn hãy tin mình đi. Mình ở Mỹ cả đời rồi, mình biết cái âm TH nó nghe như sao. Cho nên khi mà mình coi cái âm T đó, cái âm tờ đó, mình nói nhanh, mình nó hơi lẹ, mình lướt qua thì nghe giống cái âm đúng của cái âm TH nó như sao. Thì các bạn đừng có lo cái phần mà mình giúp các bạn sai. Trust me. Ok, bây giờ các bạn hãy theo phát âm mấy cái từ của mình hiện lên đây nha. Theo cái cách mình coi nó là âm T đầu, right? Ok, this, the, these, that, thank, they. Ok, so mỗi cái âm đó các bạn thấy không? Mình phát âm là tờ tờ tờ, right? Tựa tựa nó, tờ tờ tờ. Ok, mình không có phải phát âm là tis, hoặc là tơ, hoặc là tease, hoặc là tat, hoặc là thank. Mình nói là thank chứ không phải là thank. Cái chữ cảm ơn, thank you, chứ không phải là thank you. Đừng có thank you nghe rất sai. Thank you, âm T, thank you là đúng. So, mình muốn nhấn mạnh cho các bạn là cái âm TH trong cái từ they, với cái từ this, với cái từ these, ba cái từ này, nó là âm tờ. Cái coi nó như âm tờ, các bạn thà nhả qua cái hướng tờ của tiếng Việt của mình hơn rằng mấy cái âm khác. Nếu các bạn phát âm mấy cái âm khác là các bạn sai, sai hơn nhiều lắm. Mấy cái từ này mình hay thấy các bạn quen phát âm là they, hoặc là these, hoặc là this. Thật sự nó không phải âm D, nó không phải là âm D, nó là âm tờ. Cho nên các bạn đừng có tạo ra thói quen nó phát âm là this is. Không phải là this is, nó là this is. Đừng có nói là they are, các bạn nói là they are, they. Okay? They làm như bác sĩ chích thuốc tê của mình đó. Cái âm tê đó đó, mình hãy nhẹ lại tí xíu, tê. Okay? Một cái chữ mà đặc biệt mình muốn nói cho các bạn là cái chữ tơ. Cái chữ tơ này đó, các bạn phải phát âm nó là tơ. Okay? Gọn, tờ. Đừng có nặng quá. Mình biết là mình kêu các bạn hướng nhả qua cái hướng tiếng Việt làm tờ nặng, bệnh nhả lại tí xíu, tờ. Okay. Nó là tờ, đừng có giờ.
Okay, và the đừng có the, nó là tờ. Okay. So cái âm tờ này mình phát âm như sao? Các bạn tưởng tượng là cái chữ tờ giấy của tiếng Việt của mình á, lấy chữ tờ trong cái chữ tờ giấy, xong rồi mình cắt nó làm hai. Okay, so mình cắt nó làm hai. So cái âm tờ nó thành âm tờ. Okay, so nó chưa xong cái âm là các bạn phải ngừng cái hơi nó lại, cho nên cái chữ này hơi đặc biệt trong tiếng Anh là cái chữ tờ. Mình muốn nhắc cho các bạn nữa là cái âm tờ này nó có hai âm, cái âm tờ với cái âm ti. Cái âm ti khi mà cái chữ sau nó bắt đầu cái nguyên âm là a, e, i hoặc là u. Cho nên các bạn hãy nhớ cái đó là tờ với lại ti. Okay. Để ý đi, tờ, ti, không phải tờ, ti. Đừng có theo cái phản xạ của tiếng Việt của mình. Ok, rồi bây giờ chuẩn bị tập nha. Thank you. Thank you. Nào, cái từ này các bạn khi mà mới học tiếng Anh các bạn nói chuyện quen quá rồi. Khi mà các bạn nói lời các bạn hay nói là thank you, thank you. Thật sự không phải là thank you. Nếu các bạn nói thank you là sai bét luôn. Cái này là tệ luôn á. Tại vì cái từ này là một cái từ mà mình dùng nhiều nhất. Cho nên nếu các bạn mà phát âm nó đúng thì các bạn giúp các bạn trong cái học tiếng Anh rất là nhiều. They are. I think. Thousand, 30. Nào để ý cái chữ thousand, mình không có nói là thousand, không có thousand. Tuy rằng cái đó là âm thờ của tiếng Việt rồi, không phải, nó là âm tờ. Thousand. Các bạn tương tự nghĩ cái chữ mà mày tao trong tiếng Việt, lấy chữ tao đó ra, thousand. Kế tiếp mấy cái chữ mà các bạn hay phát sai nhiều nhất là mấy từ something, anything, nothing, everything. Nào mỗi cái âm tình các bạn thấy không? Tình. Right? Something, everything, anything, nothing. Mình không có phát âm là something, không phải là something, nó là something. Thesis, method, enthusiastic, enthusiastic. Đừng có enthusiastic, enthusiastic. Although, thought, không có thought nha, thought. Even though, those. Nào cái chữ those, mình hay kêu các bạn nói là ô tô mì, tô phở, lấy cái tô của tiếng Việt ra, bỏ chữ s vô, those. Okay. Khi mà các bạn nói nhanh, nó lẹ thì nghe giống chữ tô của tiếng Việt lắm. Có vài bạn sẽ hỏi, nếu mình kêu các bạn phát âm cái âm th của tiếng Anh là cái âm t, rồi cái âm t của tiếng Anh thì nó mình phát như sao? Okay. Cái âm T của tiếng Anh, âm T của tiếng Anh á, mình phải phát âm là âm th. Nó làm như ngược lại tiếng Việt của mình nhá. Nó là âm th mà nó phải xẹt hơi ra tí xíu. Okay. So các bạn tưởng tượng âm th mà mình hơi điệu tí xíu trong cái miệng mình. Th thành th. Th. Cái đó là cái âm T của tiếng Anh. Okay. Cho nên cái chữ tank không phải là tang. Nó là tank. Tease. Chứ không phải là tí. Không phải là tease, nó là tease. Chữ teen, số 10 là ten, chứ không phải là ten. Đừng có ten, nó là ten. Okay. And chữ dạy học là teach. Teach chứ không phải là tí. Okay. So các bạn đừng có nói là teacher, no, nó là teacher, âm thờ. Thờ, cái xong rồi các bạn xì hơi ra nhiều. Teacher. Bây giờ mình cho các bạn 5 cặp cái âm th và âm t. Tease với tease. Cái chữ đầu tiên là chữ these. Cái chữ thứ nhì là chữ tease. Those với toes. Thank với tank. Thought với taught. Then với ten. Okay? So, cho nên các bạn hãy đừng có dùng thank you. Người ta tưởng cái chữ thank là chữ T-A-N-K á, chứ không phải là chữ T-H-A-N-K. Các bạn phải nói là thank you, đừng có nói là thank you. Có nhiều bạn hỏi mình, message mình hôm kia hỏi rằng cái âm T-H-R, T-H-R mình phát âm như sao? Thì theo cái luật của mình giúp các bạn coi nó âm tờ. Cái xong rồi cái chữ R, đó, chữ R đó là chữ R. Okay? So T-H-R là như số 3 là tờ, ri. So các bạn phát âm là tờ, ri. Three, nhanh lên. Three. Okay. Thrive. Thrive là thrive. Thrust. Thrust. Okay.
row, throw. Th, ru, through. Okay, so âm THR là th. Cái đó là các bạn phải tập lâu dài tí xíu và coi cái âm T xong rồi bỏ âm R xong rồi ép nó lại gần với nhau. Throw, through, thrive, thrust. Okay, những câu ví dụ nha. Thank you for helping me. Thank you for helping me. Chứ không phải là thank you for helping me. No. Thank you for helping me. They are friendly. They are friendly. Cái âm đó là âm they. Đừng có là âm te hoặc là âm they. Không phải như vậy. Nó là âm they. They làm như cái chữ tê á. Tay chân vậy đó. Làm như mình nắm tay người yêu của mình. Cái xong cái tay mình tê tê vậy đó. I think you need to thank them. Để ý nha. I think you need to thank them. This costs $30,000. This costs $30,000. Mình nói thật với các bạn, nếu các bạn phát âm TH cho đúng hướng dẫn theo mình, các bạn sẽ được 90% thành công khi các bạn phát cái âm TH. Các bạn không có cần 100%. Tiếng Anh là một cái tiếng ngôn ngữ thứ nhì của các bạn, cho nên lúc nào các bạn cũng hơi nói ngọng tí xíu trong đó, không phải làm như người bản xứ, làm như người nước ngoài học tiếng Việt gì đó, họ học cách mấy không có nói chuyện làm như cái giọng giống người Việt Nam, thì tiếng Anh mình cũng như vậy. Các bạn hãy nên hài lòng khi mà các bạn phát âm được 90%, thì cái cách mình giúp các bạn, mình thấy khoảng trúng 90%. Nhiều người thấy ô sao kỳ quá vậy, hồi đó giờ chưa ai giúp mình như vậy. Tại vì mình đặc biệt, đẹp trai. Nếu các bạn phát âm TH, các bạn giảm được nhiều cái accent của các bạn. Accent là như cái ngọng của mình vậy đó. Nếu các bạn phát âm được cái âm TH theo cái cách mình giúp các bạn, tại vì nhiều cái từ mà đàm thoại hoặc là ngữ pháp căn bản hay dùng cái âm TH. Ví dụ cái âm this, âm that, âm they, âm those. Những cái âm đó các bạn hay gặp, cho nên các bạn phải bỏ thời gian học cái âm đó để cho chuẩn, để cho cái phát âm của các bạn tốt hơn. Okay? All right. I'll see you next time. Thank you. Thank you. Thank you. You have a history that reaches back thousands of years. Freedom is the very thing that makes human progress possible. Here, scholarship thrived during the last century.